Gần đây trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện các video chia sẻ bài kiểm tra phổi bằng cách là nín thở. Theo đó thì các nhân vật trong video cho rằng nếu mà nín thở được dưới 5 giây thì chứng tỏ là phổi bế tắc, dưới 10 giây là phổi khỏe, từ 30 giây trở lên là siêu khỏe. Và những video này đang thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn bình luận. Tuy nhiên thực tế có phải như vậy hay không và liệu việc làm này có gây ra những hiểm họa cho sức khỏe hay không, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Theo các chuyên gia để đánh giá chức năng hô hấp cần dựa vào máy đo thể tích khi mà hít thở bình thường, khi hít gắng sức, thở ra gắng sức. Ngoài ra thể hệ hô hấp khỏe hay không còn phụ thuộc vào nhiều cơ quan khác như là tim mạch có mắc bệnh nền hay không. Đặc biệt một chỉ số thông thường không thể đánh giá được toàn bộ chức năng của cơ quan phức tạp như là phổi. Nín thở chỉ là phép thử cảm tính không có trong y khoa và chưa được chứng minh khoa học. Các bác sĩ khuyến cáo người mắc bệnh tim mạch, đặc biệt có bệnh lý mạch vành, người suy hô hấp mạng tính nặng, người có nguy cơ bị đột quỵ hoặc là thai phụ thì tuyệt đối không áp dụng phương pháp này. Nhịn thở kéo dài nhiều lần dễ làm giảm đột ngột lượng oxy trong máu, gây sự cố ảnh hưởng tới sức khỏe như là nhồi máu cơ tim hay là thiếu máu thai nhi.